Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật hệ điều hành từ Windows 10 lên Windows 11 thông qua Windows Update. Đây là cách làm được Microsoft khuyên dùng bởi vì nó an toàn và miễn phí. Để làm được việc này thì đầu tiên các bạn hãy kiểm tra lại xem trong máy các bạn có đủ điều kiện để cập nhật lên hay chưa. Để kiểm tra thì các bạn bấm vào nút Start đây, rồi các bạn bấm vào bánh răng cài đặt có chữ Setting ở chỗ này. Sau đó các bạn vào cái mục là Update và Security ở đây. Nếu như các bạn vào đây mà các bạn nhìn thấy được cái thông báo như thế này thì các bạn đã sẵn sàng cập nhật lên Windows 11 từ Windows 10 rồi. Còn nếu như các bạn không nhìn thấy được cái thông báo như thế này thì các bạn chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, bởi vì có thể thiết bị của các bạn nhận được cái thông báo cập nhật trễ hơn so với máy tính của mình. Trước khi bắt đầu cập nhật thì các bạn cũng cần phải lưu ý một cái điều quan trọng này, đó là các bạn nên gót lại cái hệ điều hành của các bạn trước khi các bạn cập nhật lên Windows 11. Bởi vì khi các bạn cập nhật lên Windows 11 có thể nó sẽ xảy ra một số lỗi do một số phần mềm nó không tương thích với Windows 11. Các bạn nhớ là phải gót lại máy tính trước khi mà các bạn làm việc này, để lỡ như sau khi các bạn lên Windows 11 mà nó có nhiều lỗi, hoặc là các bạn không thích Windows 11, các bạn muốn sử dụng tiếp Windows 10 thì các bạn có thể quay về cái hệ điều hành cũ của mình thông qua cái file gót mà các bạn đã tạo trước đó. Thì đó là cái lưu ý trước khi các bạn bắt đầu. Còn nếu như các bạn chấp nhận những cái lỗi phát sinh khi mà các bạn lên Windows 11 như mình vừa trình bày và các bạn quyết định nâng cấp lên, thì các bạn có thể bấm vào chữ Download and Install đây. Sau đó mình sẽ bấm vào chữ Accept and Install đây. Các bạn chịu khó chờ cho quá trình download ở đây, nó đang diễn ra quá trình download ở đây, nó có thể nhanh hoặc chậm tùy thuộc vào mỗi máy tính, nên các bạn cố gắng chịu khó chờ. Tới bước này thì các bạn hãy bấm vào chữ Restart Now đây để khởi động lại máy tính.
Như vậy là các bạn đã cập nhật lên Windows 11 thành công. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.